cuối tuần này, thế giới thể thao sẽ cháy hết mình với những sự kiện không thể bỏ lỡ. Tại Mexico, sự kịch tính và tốc độ sẽ cùng đi đến giới hạn. Còn ở Manchester, trận derby đỉnh cao tại ngoại hạng Anh sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Và đừng quên, hai trận chung kết tại hai giải tennis ATP 500 sẽ đưa bạn đến với đỉnh cao của thế giới quần vợt. Cuối tuần này, hãy sẵn sàng cho những phút giây đặc biệt của thể thao. 28 và 29 tháng 10, duy nhất trên K Cộng.